Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cùng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Trước hết xin có lời kính chào quý sơ, quý ông bà, anh chị em và đặc biệt là các con thiếu nhi. Lâu nay thì vì dịch bệnh rồi, thấy các con cũng còn mang khẩu trang, cho nên cha không có giảng theo cái kiểu là hỏi và thưa. Thôi thì tháng sau đi. Bây giờ thì đi ra ngoài đường người ta cũng bảo không cần phải mang khẩu trang. Rồi có nhiều nhà thờ cũng nói với tôi là khi dân thánh lễ cũng không cần mang khẩu trang. Nhưng mà ai muốn thì cứ việc mang, không có chuyện bắt buộc. Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, có một câu chuyện có thực xảy ra trên đất nước Ấn Độ. Chúng ta biết Ấn Độ là một cái nước đông dân đứng thứ 2 trên thế giới. Trung Quốc là đông nhất, rồi tới Ấn Độ. Ấn Độ ngày hôm nay cũng là một nước nói về văn minh khoa học cũng cực kỳ phát triển. Nhưng mà cũng còn rất nhiều những thành phần nghèo đói trong đất nước này. Khi nói đến Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, thì chúng ta nhớ ngay đến đất nước Ấn Độ, bởi vì nơi đây Mẹ Teresa đã chọn làm quê hương thứ 2 của mình. Người ta kể rằng vào một buổi sáng, có một nạn nhân nằm bên đường, máu đầy mình cả. Rồi người ta đi qua đi lại, nhưng mà dường như không ai quan tâm hết. Thế thì có một chiếc xe hơi đến bên cạnh nạn nhân ấy rồi dừng lại. Trên xe bước xuống là một chị phụ nữ còn trẻ đẹp, không phải là người Ấn Độ mà người nước ngoài.
Chị ta dừng lại băng bó vết thương cho người bị nạn này. Không biết là anh ta bị tai nạn hay là bị đánh đập. Và khi mà chị phụ nữ đang băng bó vết thương thì bỗng có một chiếc xe hơi chờ tới đâm trực diện vào chị, chết tại chỗ. Sau này mới biết được rằng chị phụ nữ trẻ đẹp ấy là một vị bác sĩ. Rồi trong ngày Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến những đoàn khách hành hương về Thánh Đô Vatican, trong số đó có mẹ của vị nữ bác sĩ. Bà ta tiến lên và hôn tay Đức Giáo Hoàng Francisco. Những giọt nước mắt của bà rơi trên tay của Đức Giáo Hoàng. Bà chỉ khóc, bà không nói được gì cả. Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta biết Ngài là vị Giáo Hoàng của lòng thương xót. Ngài luôn kêu gọi về lòng thương xót. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương và xót thương con người thì con người cũng phải bắt chước Thiên Chúa để xót thương lẫn nhau. Không biết là hôm đó Ngài có khóc không? Nhưng Ngài lặng đi trong giây lát. Sau đó Ngài nói với người mẹ đau khổ này: chị đã mất mát một sự mất mát quá lớn. Chị cần phải khóc. Phải khóc cho thật nhiều đi. Nhưng chị hãy khóc trong vui mừng và hy vọng. Bởi vì sự ra đi của con gái chị đã làm cho cả thế giới nghiêng mình bái phục, vì đã chết bởi một trái tim đầy lòng nhân hậu. Tin mừng hôm nay, thưa anh chị em, Chúa Giêsu cũng đưa ra cho chúng ta một cái câu chuyện, mà câu chuyện này được gọi là một trong những câu chuyện hay nhất và cảm động nhất của tin mừng. Chúng ta thấy câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay, nó lòng trong đó là tính bạo lực. Nó lòng vào trong đó là sự vô tâm của con người. Nhưng mà Chúa trở về với một chân lý mà trong cuộc đời của chúng ta đừng bao giờ quên. Đó là phải yêu thương. Việc yêu thương, thưa anh chị em, tôn giáo nào, đạo nào cũng dạy cả. Ông bà tổ tiên của chúng ta cũng dạy về việc yêu thương. Nhưng mà yêu thương ở đây, khi Chúa Giêsu dạy, Ngài là bậc thầy của yêu thương, Ngài dạy và Ngài sống hai tiếng yêu thương đến tận cùng của cuộc đời mình, vì yêu mà chết trên cái thập tự giá. Chữ yêu đó, thưa anh chị em, chúng ta khó sống và khó thực hiện. Chữ yêu của Chúa không chỉ áp dụng cho những người thân cận, những người gần gũi, bà con, cha mẹ ruột thịt của mình, nhưng chữ yêu đây còn áp dụng cho mọi con người, kể cả những người thù oán gây hại cho chính mình. Và câu chuyện hôm nay bắt đầu với một câu hỏi, một vấn nạn của người thông luật đặt ra với Chúa Giêsu. Người thông luật tiến đến và hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Tôi phải làm gì? Từ phải ở đây là phải làm, buộc phải làm, nếu muốn đạt được sự sống đời đời, chứ không phải là muốn là được đâu. Sự sống đời đời ở đây chúng ta phải hiểu đó là nước thiên đàng, đó là thiên đàng vĩnh cửu, là sự sống đời sau. Nó khác với đời này. Đời này chỉ có một đời. Tôi vẫn thích nhạc, bài hát của nhạc sĩ Y Vân: em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Đời chúng ta gói gọn có 60 năm. Mà nếu ai sống tới 100 năm tuổi đi nữa thì cũng sẽ ra đi, vì chỉ là một đời. Còn sự sống đời đời là gì? Là sự sống vĩnh hằng, vĩnh cửu, đời đời hưởng hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc
mà không ai có thể lấy mất được hạnh phúc nước thiên đàng. Sự sống đời đời mà dân gian gọi là cái kiếp sau hay là sự sống đời sau, nó thưa anh chị em, đó là vấn nạn muôn thuở của kiếp người chúng ta. Bây giờ từ quý ông bà lớn tuổi cho đến các em thiếu nhi nhỏ tuổi, cái đích của chúng ta nhắm đến mà giáo lý dạy cho chúng ta đang trên con đường đi về quê hương vĩnh cửu. Đời chúng ta ở đời này được gọi là cuộc lữ hành, tức là những con người đang đi chứ chưa phải là dừng lại. Ai cũng mơ ước, một triết gia có nói, cả những người tự tử họ cũng mơ về sự sống đời sau. Nơi đó không có đau khổ, nơi đó không có phỉnh gạt nhau, nơi đó không có bóng đêm, không có sự tan tóc, nơi đó đời đời hạnh phúc. Hôm nay người thông luật đặt câu hỏi, đặt vấn nạn muôn thuở với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Chúng ta thấy Ngài không trả lời trực tiếp. Có người nói Chúa Giêsu của chúng ta thì Ngài khôn ngoan lắm, nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Nhiều khi Ngài không đi trực tiếp vào vấn đề của câu chuyện, mà Ngài lại đặt câu hỏi ngược lại. Tức là Ngài gợi lên cho chúng ta phải có suy tư, phải có suy nghĩ đi. Mà nếu chúng ta không dùng được trí óc con người để suy tư, thì xin thưa lời Chúa còn đó. Có nhiều cái vấn nạn ở trên thế gian này mà tự sức con người, tự trí khôn con người chúng ta không thể nào suy nghĩ được và trả lời và giải quyết được. Đó là vấn đề đau khổ, đó là vấn đề tội lỗi, đó là vấn đề sự chết. Tất cả những vấn đề đó Chúa Giêsu đã đi vào trong cuộc đời và Ngài đã trả lời và còn ghi lại trong Tin Mừng. Cho nên Ngài hỏi cái anh chàng thông luật đó, anh đã đọc thấy gì trong sách luật viết về vấn đề này? Tức là anh là người thông luật, anh là chuyên viên về luật, thì anh phải đọc, phải học, phải rành. Rồi người thông luật trả lời không một chút suy nghĩ: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình. Câu đó đúng hay sai thưa anh chị em? Đúng chứ. Con đường về trời là con đường của một chữ yêu. Chúa Giêsu không nói gì, Ngài im lặng. Mà thường thường thì chúng ta thấy im lặng đó có thể là đồng ý. Anh nói chí lý đấy, anh nói đúng đấy. Có một linh mục già nói với tôi, khi cha đi giảng, cha phải nhấn mạnh về thiên đàng và nhấn mạnh về cái con đường để đưa con người về thiên đàng. Đạo chúng ta đọc lại hai điều đó. Thánh Augustino có nói đó, để được vào thiên đàng thì vấn đề tiên quyết đó là gì? Là ao ước, khát khao. Phải có ao ước, khát khao rồi sau đó chúng ta mới tìm mọi cách thực hiện cái mơ ước muôn ngàn đời ấy, thưa anh chị em và các con thiếu nhi. Muốn vào thiên đàng để làm gì? Phải làm gì? Vị linh mục già nói với tôi, phải giữ luật 10 điều răn Đức Chúa Trời. Không có cách nào khác. Mà 10 điều răn Đức Chúa Trời hôm nay chúng ta thấy đã, sách luật đã nói qua môi miệng của vị thông luật. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, yêu người thân cận như chính mình. Đạo chúng ta là đạo của tình yêu. Đời của chúng ta luôn luôn chọn cái thập giá làm lẽ sống của chúng ta. Chúng ta nhìn đến cái thập giá, nó có hai cái thanh, thanh dọc và thanh ngang. Thanh dọc là yêu trời, yêu Chúa. Thanh ngang là yêu nhau. Đức Giêsu gắn hai cái thanh đó lại với nhau. Cho nên thập giá là biểu tượng của tình yêu. Cho nên đời chúng ta từ khi sáng mở mắt ra đến lúc tối, trải dài trong một ngày sống, chúng ta làm dấu thánh giá.
tin vào Thiên Chúa tình yêu và sống tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Câu chuyện đến đây có thể là được rồi, đủ rồi đó, nhưng mà thưa anh chị em chưa dừng. Cho nên đi theo Chúa, tôi vẫn nói với anh chị em, không phải đơn giản đâu, khó lắm. Bên Phật, bên chùa họ cũng khó lắm để trở thành một Phật tử chân chính. Ăn chay, niệm Phật, nằm đất, bố thí, sống hiền hòa, sống tiết dục, sống vị tha. Họ làm như vậy chúng ta thấy đúng là điều tốt, đạo nào cũng tốt cả. Nhưng mà đạo Công giáo chúng ta vì Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều lắm. Ở đây Chúa Giêsu và vị thông luật chỉ mới dừng lại ở vấn đề lý thuyết. Bây giờ chúng ta đưa 10 điều răn Đức Chúa Trời mà đọc mỗi sáng Chúa Nhật hay lắm. Nhưng mà mới là đọc môi miệng có thể là phát xuất từ cõi lòng của chúng ta. Nhưng cái việc ấy phải đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên câu chuyện lại tiếp tục mở ra. Vậy thì thưa Thầy, ai là người thân cận của tôi? Thông luật hỏi câu này, chúng ta biết rằng anh chàng này rất giỏi đó. Thường thường lâu nay tới bây giờ chúng ta cứ nghĩ thân cận là những người thân yêu của mình, đó là cha, là mẹ, là ông, là bà, là vợ, là chồng, là con cái. Nó khép lại trong một cái vòng tròn đóng kín. Mà vòng tròn đóng kín thì thưa anh chị em không diễn tả được hai tiếng tình yêu. Chúa Giêsu ngày dạy, anh em hãy yêu kẻ thù. Họ tát má bên này, đưa má bên kia. Lột áo ngoài, đưa luôn áo trong. Tức là yêu những người làm hại mình đó, cả về vật chất lẫn danh dự của giá trị, phẩm giá của một con người. Yêu những người làm hại chính mình đó. Chính vì câu hỏi ai là người thân cận, Chúa Giêsu mới kể cái câu chuyện nổi tiếng và độc đáo hôm nay. Câu chuyện với tựa đề Người Samari Nhân Hậu. Samari mà nhân hậu ư? Đối với người Do Thái, người Samari được gọi là dân phản bội, là dân dị giáo, là dân chạy theo tà thần của ngoại bang. Cho nên người Do Thái không nhìn Samari cùng chung một nguồn gốc Do Thái như họ. Vậy mà Chúa Giêsu lại gọi là người Samari nhân hậu. Nhân hậu chỗ nào? Câu chuyện Chúa Giêsu kể cái hành trình từ Jerusalem về Jericho. Trên con đường đó hai bên hoang vắng lắm. Bây giờ nếu có dịp anh chị em qua mấy đứa nước Do Thái, chúng ta thấy cũng cái nó còn hoang vu đó. Tuy đường xá thì nó tốt rồi. Nước Do Thái là nước rất giàu, đường xá của nó rất là ngon lành. Nhưng mà những cái khu hoang vu nó vẫn cứ còn. Nó tạo điều kiện cho những lục lâm thảo khấu, họ xuất hiện để họ trấn lột những người đi đường. Mà cái chuyện này có thể là Chúa Giêsu dựa vào những gì có thật đấy để Ngài kể ra cái câu chuyện. Người bị hại hôm nay đó là người Do Thái. Anh ta bị đánh thừa sống thiếu chết và được ném bên đường. Rồi điều gì xảy ra? Có ba người đi ngang chỗ đó. Trước hết đó là thầy Tư Tế. Thứ hai là thầy Lê-vi. Đó, những bậc vị vọng ở trong đạo Do Thái, Do Thái giáo đó. Mà đi ngang qua thì như thế nào? Họ thấy nhưng họ đi tránh qua một bên, họ đi luôn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài nói rất thẳng, nói rất thực. Cho nên giới, biệt phái, kinh sư hay là luật sĩ rất ghét Chúa Giêsu, vì nó thật là mất lòng. Trời, giống đem những cái bậc vị vọng, bậc tư tế, thầy Lê Vi này nọ đưa ra mà làm một câu chuyện. Chúa Giêsu vẫn nói, điều gì có thì nói có, điều gì không, Ngài nói không. Không có bao che gì cả. Lột trần ra cái để cho người ta thấy một sự thật, để người ta biết đường mà hoán cải mà quay về với Chúa. Tại sao là hai anh chàng này, những bậc vị vọng trong dân, lại tránh qua một bên mà đi?
họ có biết là luật yêu thương không? Người Do Thái họ học luật, họ thuộc luật hết chứ. Rồi có phải là lòng của họ lòng cha giả đá không? Không. Người Do Thái họ rất thương người. Nhưng tại sao họ lại tránh có một bên? Nó có những cái vì, nó có những cái lý do đấy. Thứ nhất, sợ mất giờ. Thứ hai, sợ ô uế. Thứ ba là sợ bị phiền toái và liên lụy. Cho nên họ đành né qua một bên mà đi. Đằng nào thằng này nó cũng gần chết rồi. Cái này thì thưa với anh chị em, tôi nói khi tôi đọc câu chuyện này và chia sẻ thì tôi thấy một điều. Tôi cũng giống hai cái anh chàng Lê Vi và Tư Tế này. Bởi vì cách đây khi tôi còn làm thầy, chưa làm cha, trên đường đi về hơi tối, tôi đi ngang qua một chỗ rất là vắng vẻ. Đèn xe Honda rọi thì thấy một người tai nạn nằm bên đường. Anh ta nằm im. Tôi nghĩ nếu bây giờ mà tôi dừng xe lại là coi chừng á, lát nữa mà công an đến là tôi rắc rối à. Chừng người ta đổ tôi tông anh chàng này nữa. Cho nên thực sự tôi nhẫn tâm. Tôi bỏ cái người bị nạn ấy, tôi chạy thẳng. Cái câu chuyện này khiến tôi vẫn xót xa. Thưa anh chị em và chúng ta cũng thưa với Chúa Giêsu, Chúa không có nói gì sai cho chúng con hết, Chúa nói đúng. Con thuộc lòng giới răng yêu thương của Chúa từ nhỏ. Ngày ngày con nuốt lời yêu thương của Chúa vào trong bụng, vào trong tâm trí của con. Vậy mà khi gặp sự thực của vấn đề, con né. Bình thường chúng ta nói yêu thương dễ lắm thưa anh chị em. Bình thường chúng ta có thể rút ra mấy trăm ngàn bố thí cho người nghèo rất dễ. Nhưng khi gặp vấn đề đụng chạm tới lòng xót thương, chúng ta né, nhất là những cái vấn đề đó. Nó có thể đem lại sự phiền toái cho cá nhân của chúng ta. Tôi chạy được một đoạn á, thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Trời ơi, nếu anh này anh chết á, tội nghiệp cho anh và gia đình của anh quá. Rồi tôi cuối cùng tôi quyết định quay trở lại. Mà khi quay trở lại thì thấy đã có một người xuống và lo cho anh này. Người đó là ai? Một anh chàng đi xe đạp thôi. Nghèo, rách nát mà cúi xuống để lo cho người bị hại. Anh chị em thân mến, kết thúc câu chuyện hôm nay, Chúa Giêsu hỏi người thông luật, vậy thì ai là người thân cận của anh chàng bị hại này? Người thông luật trả lời, thưa, đó là người có lòng xót thương, lo cho người bị hại. Tóm lại câu chuyện hôm nay, người Samari, có người bị ghét bỏ lại trở thành con người có lòng nhân hậu, của một trái tim yêu thương. Lời Chúa hôm nay đang mời gọi chúng ta. Đường từ Jerusalem về Jericho là con đường ta đang đi, đi về quê hương vĩnh cửu. Trên con đường đó gặp rất nhiều những khó khăn, những thử thách, những cám dỗ ngăn chặn bước chân của chúng ta. Mà một trong những khó khăn nhất đó là gì? Sống trái tim yêu thương và nhân hậu đối với đồng loại, ngay cả với những người ghét bỏ chúng ta nữa. Phải có yêu thương, phải thực hiện hai tiếng yêu thương trên đôi bàn tay, trong cõi lòng và trong cuộc đời của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới cơ hội để được đi về sự sống trên cao, quê hương vương quốc của tình yêu mà cả cuộc đời chúng ta đi tìm, đi kiếm. Hôm nay Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta phải làm thế nào. Lạy Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin giúp cho chúng con biết sống yêu thương nhau, nhất là yêu Chúa, sau là yêu tha nhân. Amen.